Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu đến cho các bạn một dòng sản phẩm. Thực ra thì em loa này đã có trên thị trường đã khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì hiện nay em loa này đang được có chương trình khuyến mãi và giảm giá lên đến 500.000 đồng. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn âm thanh ở ngoài trời của em loa Agnos KS361 này như thế nào. Và để xem là với cái mức giá đã giảm hơn 500.000 thì đây có phải là một cái mẫu loa mà các bạn chọn mua hay không nhé. Rồi, trước mặt các bạn đây đang là dòng sản phẩm của Agnos KS361. Thì như các bạn cũng biết, từ trước đến nay Agnos luôn là một cái thương hiệu cho ra đời rất nhiều những cái dòng sản phẩm loa kéo 4 tấc, 5 tấc. Tuy nhiên thì đây cũng là chính là những cái dòng sản phẩm đầu tiên ở trên thị trường có sản xuất theo kiểu là dạng mini nhưng mà âm thanh lại cực kỳ vô cùng ấn tượng. Về phần cấu tạo của loa thì mình sẽ xin giới thiệu qua một chút. Loa thì có trang bị cho mình là hai bát cỡ khoảng 1 tấc và một loa chép, một loa xúc. Rồi, phía ở bên trên thì là sẽ có một cái bảng điều khiển cơ bản, bởi vì loa này là dòng loa gọi là kết hợp vang đi, kết hợp vang số đi, nhưng mà thực chất là các bạn có thể chỉnh âm thanh cũng như là bát chép của micro ở trên chính ứng dụng, và lát nữa mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn ứng dụng đó luôn. Rồi, về phần thiết kế mặt ngoài của loa thì loa được làm bằng thùng gỗ, có bọc ở một lớp ngoài một lớp da. Và cái da này mình sờ vào á, rất là mượt và da rất là êm luôn, rất là xỉn luôn. Rồi phía mặt trước thì là thay vì làm bằng mặt lưới bằng kim loại thì nay Agnos đã làm bằng một cái mặt lưới vải giúp giảm trọng lượng của loa. Về phần kích thước thì loa có đề ngang là khoảng tầm cỡ 2 gang tay, là tức là khoảng 1 gang thì mình cho là khoảng tầm 18-19 cm gì đó, thì khoảng tầm cỡ gần 40. Rồi về cao là khoảng 1 gang tay và bề sâu là cũng 1 gang tay luôn, hình chữ nhật. Và cân nặng thì cũng mình thấy là ở đây mình cầm lên khá là nhẹ, cũng chưa đến khoảng cỡ 10 cân, chắc là tầm đâu đó 10 cân thôi. Rất là tiện. Và một điều lưu ý nữa là các bạn với cái dòng sản phẩm này các bạn cũng có thể dễ dàng mang đi ra nước ngoài. Với những bạn mà mình định cư ở bên nước ngoài á, mà mình muốn có một cái dòng sản phẩm loa kéo thì đây cũng sẽ là một cái lựa chọn rất là phù hợp. Rồi, phía bên trên của loa đây là sẽ có trang bị một cái bảng điều chỉnh như thế này. Thì như các bạn có thể thấy là do là dòng loa này có tích hợp điều chỉnh nhạc ở trên ứng dụng, thành ra là cái bảng điều chỉnh của nó khá là đơn giản, chỉ bao gồm là một nút nguồn, một nút tăng giảm âm lượng và một nút phát Bluetooth và cuối cùng là nút chỉnh echo. Thì ở đây các bạn có thể qua bài và tạm dừng hoặc là next bài bằng cách là các bạn nhấn đè lên nút này. Nếu như nút cộng thì sẽ là qua bài, còn nút trừ này sẽ là back. Và thêm một cái như ban đầu mình nói là về cái phần quay sách, thì mình thấy là cái quay sách này cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là làm bằng da rất là dày và hai cái chỗ kim loại này cũng rất là chắc chắn. Các bạn có thể dễ dàng thoải mái các bạn nâng lên nhẹ xuống, đặt xuống và không có bị bất kỳ một trở ngại nào. Rồi, phía đằng sau của mặt loa thì sẽ có hai chỗ, một là cái cổng thoát nhiệt như thế này. Thì cái cổng thoát nhiệt này có giúp cho các bạn khi mà các bạn chơi ở ngoài trời á thì loa nó sẽ thoát khí ngoài đây, nó sẽ không có bị nóng và nó sẽ không có bị ảnh hưởng đến chất lượng pin cũng như là âm thanh. Còn phía bên này là cũng là một cái bảng mini nhỏ. Do cái dòng loa KS361 này là một cái dòng cải tiến của 360ME, chính vì vậy mà âm thanh của nó thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì vẫn sẽ không có trang bị USB tích hợp sẵn bài hát giống như là những cái mẫu loa đa số của Agnos. Ở trên đây thì mình sẽ có một cổng cắm để các bạn có thể cắm tai nghe vào ở cổng 3.5 ly. Rồi phía bên dưới là một cái cổng để các bạn có thể kết nối từ loa, kết nối từ những cái khác, ví dụ như laptop hay là điện thoại vào trong loa. Rồi một cái cổng cắm USB MP3 là các bạn, cái cổng này là các bạn chép nhạc vào USB và các bạn cắm vào. Và cuối cùng là một cổng nguồn. Rồi ok, trước mặt các bạn đây đang là bộ phụ kiện của dòng loa KS361 này. Thì là do là đây là một cái dòng loa giá rẻ và tập trung chủ yếu vào phần nhạc, cho nên là trang bị cũng khá là đơn giản, chỉ bao gồm có hai micro. Micro này cũng được làm bằng vỏ nhựa nha các bạn, và là micro UHF, các bạn có thể tùy chỉnh tần số. Ngoài ra thì còn có trang bị cho mình thêm một cái adapter sạc và một cái dây nguồn. Cái adapter sạc này các bạn lưu ý ha, là khi mà các bạn mất á, thì các bạn phải báo cho bên những người mua á, cái bên bán á, thì các bạn phải báo, bởi vì là cái adapter này nó sẽ có cái số volt, khi mà các bạn sạc thì nó sẽ không có đủ lượng thì nó sẽ rất là lâu để vào pin, cũng như là sẽ dễ dẫn đến hiện tượng là nếu như quá ampe nó sẽ bị cháy loa. Ngoài ra thì tất cả các hàng
của Arknot. Nếu như các bạn mua chính hãng thì các bạn có được những cái này. Đầu tiên là một cái sách hướng dẫn sử dụng cơ bản. Tiếp theo là một cái tờ phiếu bảo hành. Và các bạn lưu ý ha, thì cái này mình đã nói rất là nhiều lần, với những hàng mà chính hãng á, thì là sẽ có một cái tờ phiếu bảo hành này. Khi mà các bạn mua hàng tại linh kiện store, ngoài bảo hành ở linh kiện store, với những bạn mà mình ở xa thì các bạn cũng có thể bảo hành trên tất cả các trạm của Arknot trên toàn quốc luôn. Ở đây có rất là nhiều trạm, khoảng cỡ ba mấy gì đó, rất là nhiều, và các bạn có thể vô tư bảo hành nhá. Rồi thêm một cái nữa là với những cái dòng này, do là dòng có chỉnh bằng kỹ thuật số ở trên app, không có chỉnh âm lượng cũng như là mic nhạc ở trên loa, thành ra là sẽ có một cái tệp hướng dẫn sử dụng cơ bản. Các bạn chỉ cần download những cái ứng dụng mà các bạn vào để các bạn chỉnh nhạc, rất là cơ bản thôi. Còn nếu những bạn mà mình chưa có biết á, thì mình sẽ để là một cái video review chi tiết về em này từ đợt đầu tiên luôn ở phần mô tả các bạn ha. Rồi tiếp theo là sẽ đến phần chính của video này, là mình sẽ test nhạc. Thì trước khi đi vào phần test nhạc thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thông tin. Đó là ngoài chương trình linh kiện store đang giảm giá 500.000 đối với dòng sản phẩm Arknot KS361 này, thì hãng còn có trang bị cho mình một cái túi sách. Thì cái túi này cũng rất là giá trị, khi các bạn mua lẻ ngoài là tầm cỡ cũng cỡ 500 gì đó. Thì trong cái túi này các bạn có thể đựng toàn bộ tất cả những cái sản phẩm cũng như là những cái linh kiện của loa vào ở trong túi, và các bạn chỉ cần xách một cái túi này thôi. Thì đối với những bạn mà mình đi nước ngoài á, thì cái túi này nó cũng rất là nhẹ và tiện dụng, các bạn cũng có thể dễ dàng xách đi, và kể cả là những bạn đi du lịch thì cũng rất là dễ dàng luôn ha. Rồi ok, thì cũng như là thông thường mình sẽ test một số dòng nhạc để cho các bạn nghe được âm thanh của dòng bass và chép. Ở cuối video thì mình sẽ để một cái video clip ngắn của một anh khách đã tới mua hàng dòng Arknot KS361 này và đã hát âm thanh trực tiếp, thì các bạn hãy nhớ theo dõi ha. Ok, tiếp theo là mình sẽ chuyển qua test dòng nhạc cha 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 các bạn ha. Âm thanh cho các bạn nghe thì như các bạn cũng thấy, đây là một cái dòng loa nhỏ gọn, thành ra là âm thanh của nó sẽ dành cho những bạn mà mình không gọi là quá thích những cái nhạc quá lớn, các bạn để trong phòng nghe nhạc thì rất là ok. Và thêm một cái nữa là
Tầm giá thì như mình nói ban đầu là giá của em này được giảm hiện tại bây giờ là 500 ngàn, tức là hồi trước là 5,9 triệu, bây giờ chỉ còn 5,4 triệu thôi, rất là phù hợp. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hát nhẹ một đoạn hát chay không có nhạc để cho các bạn nghe được là chất lượng micro của nó như thế nào ha. Nếu một ngày người em yêu bồi bàng, anh cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muôn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên đường chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Với những bạn mà mình đang quan tâm và tìm mua cho mình một dòng loa kéo mini và giá rẻ thì Arknot KS361 là một cái sản phẩm mà các bạn không nên bỏ qua. Bởi vì là như thứ nhất, đầu tiên mình muốn nói là về cái chất lượng của loa thì như các bạn cũng thấy đó là một cái dòng sản phẩm đã được đầu tư rất là kỹ của dòng thương hiệu Arknot. Ngoài ra thì loa còn là một cái dòng loa thùng gỗ và đặc biệt là rất nhỏ gọn, xử lý âm thanh cũng vô cùng tuyệt vời. Và nếu như các bạn muốn quan tâm đến dòng sản phẩm loa kéo này và muốn biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới hoặc liên hệ hotline ở bên mình 0901 814 818, bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên là ở cuối đoạn video này mình sẽ để một cái clip ngắn của một anh khách đã ghé qua Linkin Store và test hát cái sản phẩm Arknot KS361 này. Các bạn đừng quên theo dõi cái video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.